Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với vòng loại tranh chung kết trận thi đấu của cao thủ gái cùng trên Nam Đồng sẽ tranh với cao thủ Thiên Hương Bang 72kg. Ở trong trận tranh chung kết này, chúng ta sẽ đánh với hình thức bo 5 thắng 3 nha năm. Và chúng ta đã vào trong. Bây giờ trước khi bắt đầu trận đấu thì chúng ta cùng xem sơ xét đồ của hai cầu thủ này để bắt đầu trận đấu như thế nào nha. Và giải đấu là minh chủ của cầm với chủ S7 Đại Giang Sơn này. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu ai sẽ lên ngôi quán quân. Và đây là xét đồ của Nam Động anh em. Đang sử dụng cho mình một dây chuyền kim quang 20 mắt ộp kèm với một ngọc bội 30 năm, kèm với một nhẫn kháng độc được kích dây chuyền, cũng như là một đai lưng kháng độc được kích áo. Áo khá đẹp luôn, 40 17 chón kháng hỏa, quá đẹp. Một nhẫn làm chậm 40, một đôi giày làm chậm 40 và sinh lực và phòng thủ. Có cho mình 80 làm chậm 40 chón rồi. Một cây vũ khí độc sắc, nội công 49 điểm. Một nón thuận lý 25, một tay thuận lý 19 và một con ngựa kháng cảnh 5, thối phiến tay vật kim mã. Và chúng ta cùng xem là xét đồ của Thiên Hương Bang. Ở trong trận đấu này thực sự là Nam Độc rất khó nè em ơi. Đâu nói win Thiên Bang này thực sự rất khó luôn nè em ơi. Cơ hội lên ngôi của Võ Đăng sorry em, cơ hội lên ngôi của Thiên Hương Bang 72kg này rất là cao. Sử dụng cho mình một xét đồng bàn mắt ọp hoàn to, kèm với một ngọc bội hoàn mỹ cực phẩm 5-30. Một tay kháng họ chống 40, một nón kháng hỏa 20 chống 40, một áo phục hồi 50, một đai lưng phòng thủ 11 chậm 40, một đôi giày tóc 40 chậm 40 và một cây kim quang bông lôi bằng sắc 115 đặt móc cuối cùng 114 của đồ hồng kim và một con ngựa kháng cả 7. Ok, trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu để xem thử Nam Độc sẽ đánh như thế nào trong trận đấu này. Nam Độc đã kịp thời cắt được bùa thời gian rút độc lên người của Thiên Bang. Hiện tại đang cố gắng bút âm kháng độc nhưng mà có vẻ chưa bút được thành công. Bởi bên Thiên Bang đã có skin 120 rồi, rất khó bút. Một pha độc đánh từ Nam Độc. Ôi, không thể nào mà chủ đam nổi hai đao em ơi. Quá khó chịu em ơi. Một hit knock out và gái công trình đành phải bỏ mạng. Xin chúc mừng ra đấu đầu tiên nghiêng về cho Thiên Bang 72kg. Một trận đấu rất khó dành cho Nam Độc. One hit đúng rồi Trường Đạnh ơi. Nam Độc thắng bằng niềm tin á, anh kiến thức bảo hiểm ơi. Ok, và đầu đấu đầu tiên chúng ta đã nghiêng về cho Thiên Bang 72kg 1-0. Chúng ta xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi đến đầu đấu thứ hai. Anh em hãy bơ tơ vào trong. Rất nhanh. Thiên Bang đá 10-2, đúng rồi, mình tính rồi. Rất khó nè mày. Hello nè mới vô, hello mọi người nha. Trận đấu cơ hội nghiêng về cho Thiên Bang khá là cao. Phải rồi, Thiên Bang đã ăn đam chỉ có vài trăm đam thôi nè mày. Rất nhỏ, chỉ có 929 đam thôi nè mày. Còn bên gái cùng trên Nam Độc một hit phát là 9.500 đam luôn nè. Thực sự là lượng đam của bên Thiên Bang khá đâu. Và không thể nào mà chủ đam nổi. Và bây giờ chúng ta sẽ còn một phút rồi bắt đầu ra đấu thứ hai. Trong trận đấu này thì người lên ngôi là ai? Anh em chắc chắn sẽ có một cái kết quả trong đầu rồi đúng không mọi người? Đó. Thiên Bang đánh với Nam Độc. Trận đấu rất khó dành cho Nam Độc. Anh em đang xem thì có thể một like cho sự ủng hộ chơi nha Nam. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Anh em có thể ở trên fanpage anh em. Anh em đang xem live trên fanpage Tìm Lại Ký Ức Võ Lâm Công Thành Chiến 2005, cũng như là kênh fanpage Duy Khải Gaming. Hơn 60 anh em đang xem trên fanpage. Có thể nào ghé qua kênh YouTube Duy Khải Gaming của Khải cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Và kênh YouTube Khải có ghi mình dưới phần mô tả video ở phần fanpage nha mọi người. Ghé qua kênh YouTube cho Khải một like đăng ký kênh ủng hộ chơi nha. Tại vì Khải hay live chủ đạo vẫn là kênh YouTube nha anh em. Khải hay đăng video vào lúc 11:15 trưa hàng ngày, cũng như là hay live vào lúc 7 giờ tối nha anh em. Nếu có giải đấu này nọ thì Khải sẽ live lúc 7 giờ tối. Còn không có giải đấu, Khải sẽ bắt đầu 7:30, Khải sẽ lên live nha anh em. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi một phút nữa sẽ bắt đầu trận đấu tiếp theo anh em ơi. Ok, trận đấu đầu đấu thứ hai chúng ta chính thức bắt đầu. Trời ơi, mới vừa bắt đầu thì không thể nào mà Nam Độc chủ nổi hai đam. Rất đáng tiếc. Và rào đấu thứ hai đã nghiêng về cho Thiên Bang 72kg tiếp theo. Chúng ta đã xin chúc mừng cho 72kg đã có cho mình 2-0. Chúng ta sẽ tiếp tục đến rào đấu thứ ba. Sẽ rào đấu quyết định nếu như win sẽ lên ngôi quán quân dành cho Thiên Bang 72kg nha nè. Còn Nam Độc thì chắc là hạng 2 á quân thôi này mà. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến rào đấu thứ ba. Hai anh em hãy bắt tơ vào trong anh em ơi. Trận đấu thực sự là biết kết quả, biết trước kết quả luôn nè mà. Trận đấu chúng ta sẽ còn 20 giây. Xin trận đấu này chúng ta cùng đợi sẽ như thế nào đây. Trong hai rào đấu thì thực sự là rất thành công dành cho Thiên Bang. Một pha cách bùa đến từ vị trí của Nam Độc đã dính được bùa âm thời gian rút độc trên người của Thiên Bang rồi. Ở với một chỉ tầm xa như này, Nam Độc đành cũng phải xuống ngựa đam. Đây là lần đam đầu tiên từ cho ba rào đấu thì vừa rồi chúng ta cũng đã thấy rằng
những đoạn âm vang từ cốt đến từ vị trí của đêm độc cũng đã hiệu quả. Phải rồi thì năm thiên bang đã bị dính luồng đam lượng máu rút khá là nhiều. Tiếp tục và sống ngựa rất là mạo hiểm, rất đáng tiếc dành cho năm đầu chúng ta. Và chúng ta xin chúc mừng cao thủ 72kg đã win 3-0 và chính thức lên ngôi quán quân của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ của cùng mấy chủ S7 Đại Giang Sơn, trang chủ game Công Thành Chiến Sư .net. Và chúng ta xin chúc mừng 72kg một lần nữa lên ngôi quán quân hạng 1 nha năm. Và rất đáng tiếc dành cho cao thủ gái cùng trên, chỉ có cho mình hạng Á Quân hạng 2 mà thôi. Và không gì hơn thì chúng ta xin chúc mừng hai cao thủ này một lần nữa, cũng như là chúc mừng hai cầu thủ hạng 3 và hạng 4. Ok, và không gì hơn thì giải đấu chúng ta sẽ chính thức khép lại tại đây. Và hẹn anh em vào ngày thi đấu tiếp theo, sẽ tiếp tục một giải đấu và là mình chủ của cùng mấy chủ tiếp theo anh em. Đó là bên cùng Võ Công Truyền Kỳ .net nha mọi người. Lịch thi đấu thực hại cũng đã ghim trên cái phần cộng đồng ở trên YouTube. Anh em có thể thêm theo dõi thời gian thi đấu tất cả các mấy chủ thực hại có ghim trên đó. Anh em có gì xem sơ qua ở phần cộng đồng nha anh em. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng không gì hơn thì xin cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ video, chừng như là like chia sẻ video này chơi nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ